Giữa lòng thành phố Thái Nguyên, tại nơi đắc địa có 102, một công trình mang tính biểu tượng với đầy đủ công năng, tiện ích hiện đại đang dần hiện hữu. Tòa tháp đôi Pride Thái Nguyên là tổ hợp nhà ở, khách sạn và trung tâm thương mại đẳng cấp bậc nhất Thái Nguyên. Tòa lạc tại số 1 đường Hoàng Văn Thụ, nơi hội tụ và giao thoa của những tuyến đường chính đẹp nhất, ngay gần bờ sông Cầu, cùng chung không gian công cộng rộng mở, trong tương lai kết nối với khu phố đi bộ hiện đại sầm uất bậc nhất chỉ vài trăm mét. Tòa tháp được mệnh danh là viên kim cương trắng giữa vùng đệ nhất danh trà. Tháp đôi Pride Thái Nguyên, đất kim cương mang nhiều thịnh vượng. Chủ đầu tư đã áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất. Tôi khẳng định tháp đôi Pride là một công trình có chất lượng hàng đầu ở Việt Nam. Tòa tháp có quy mô xây dựng hơn 60.000 m2, có hầm ngầm để xe 2 tầng, khối đế 4 tầng, là trung tâm thương mại hiện đại theo tiêu chuẩn Singapore với nhiều tiện ích như khu siêu thị, vui chơi, chăm sóc sức khỏe, nhà hàng ẩm thực. Khối tháp 1 17 tầng là khách sạn 5 sao có bể bơi 4 mùa. Khối tháp 2 25 tầng với 188 căn hộ cao cấp. Tòa nhà này định vị trí này là cái điểm nhấn của trung tâm thành phố Thái Nguyên từ những quy hoạch đầu tiên. Qua nhiều thời kỳ chúng ta có nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, nhưng mà tòa nhà vẫn được xác định ở vị trí này. Là một công dân của thành phố Thái Nguyên thì tôi rất là tự hào sự xuất hiện của các trung tâm thương mại và trung tâm tòa tháp đôi Pride, và làm cho đời sống của người dân tại thành phố sẽ văn minh hơn. Chúng tôi mong muốn có một chút sức nhỏ bé của mình đầu tư vào một cái công trình để nó tạo ra một cái điểm nhấn của thành phố Thái Nguyên, cũng như là điểm nhấn trong lòng du khách và điểm nhấn trong cộng đồng và công dân của Thái Nguyên. Nằm ở giữa trung tâm một đô thị lớn, hiếm có một công trình nào lại có được 3 cổng ra vào được phân luồng giao thông riêng biệt, tạo sự thông thoáng, riêng tư và sang trọng. Ngoài ra, công trình bố trí chỗ để xe linh hoạt tại tầng 1, các hàng cây xanh chạy theo khuôn viên công trình đảm bảo bóng mát, thẩm mỹ, tăng tiện nghi tiểu khí hậu. Tòa tháp đôi Pride Thái Nguyên, biểu tượng kiến trúc của thịnh vượng, thổi nam châm thu hút đầu tư và du lịch, điểm nhấn cảnh quan sinh thái, kinh tế và văn hóa giữa lòng thành phố Thái Nguyên, thành phố thơ mộng bên dòng sông Cầu.